Vào ngày 18 tháng 5, cảnh sát đã ập vào hai cơ sở tại quận 8 phát hiện các công nhân đang sơ chế ngâm hơn 2 tấn thịt ốc bu trong hóa chất công nghiệp không rõ nguồn gốc. Làm việc với cơ quan quận 8, chủ cơ sở trên đường Rạch Cát, Bến Lức là ông Huỳnh Văn Trường, 42 tuổi, cho biết lấy ốc từ miền Tây, mua hóa chất không rõ nguồn gốc về ngâm. Sau vài tiếng, thịt ốc sẽ sạch, tươi, trắng, giòn và tăng ký. Thành phẩm được bán cho các mối xung quanh khu vực chợ Bình Điền với giá 25.000 đến 35.000 đồng mỗi kg. Cảnh sát đã lập biên bản thu giữ 700 kg hóa chất để trong các can nhựa, 1,8 tấn thịt ốc đã được ngâm hóa chất. Một cơ sở khác trên đường số 2, khu dân cư Bình Điền, phường 7 cũng bị công an quận 8 kiểm tra và thu giữ 400 kg thịt ốc tương tự. Ông Nguyễn Minh Khánh, 42 tuổi, chủ cơ sở thừa nhận ngâm ốc trong hóa chất với mục đích như trên. VN Express đưa tin tối thứ Ba ngày 18 tháng 5 2021.